bắt phó trưởng công an huyện, phó viện trưởng viện kiểm sát. Trưa mùng 2 tháng 12, một lãnh đạo huyện ủy Vũ Thư tỉnh Thái Bình xác nhận, lực lượng của cục điều tra hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một phó trưởng công an huyện Vũ Thư, một phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư và một cán bộ viện kiểm sát nhân dân huyện. Ba lãnh đạo cán bộ bị bắt tạm giam vào sáng mùng 2 tháng 12, gồm ông Nguyễn Đức Tuấn 36 tuổi, phó trưởng công an huyện Vũ Thư, bà Phạm Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư và bà Nguyễn Hoàng Hà, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư. Một nguồn tin cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12, Tổ công tác của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành dẫn giải ông Nguyễn Đức Tuấn ra khỏi trụ sở Công an huyện Vũ Thư. Cùng lúc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục áp giải bà Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Hoàng Hà ra khỏi trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư gần trụ sở Công an huyện. Được biết trước đó hai bà Phạm Thị Hiền và Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, bà lãnh đạo cán bộ vừa bị cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc quy định tại điều 375 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 2 tháng 11 năm 2020, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ gồm ông Hoàng Hồng Hạnh 42 tuổi, cấp bậc chức vụ khi bị bắt là trung tá, đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công an huyện Vũ Thư và Nguyễn Bằng Giang 39 tuổi, cấp bậc chức vụ khi chưa bị khởi tố là thiếu tá, phó công an xã Song An huyện Vũ Thư để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường Nhụy chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra theo quy định. Cả hai vị này đều bị khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết tại thời điểm các bị can giữ vị trí là cán bộ công an huyện vũ thư